Ok, xin chào quý nhà đầu tư, em là Vũ Việt Anh. Hiện tại em đang là môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Thì trong video này em sẽ tiến hành nhận định thị trường cho cái nhịp tới, cũng như là đưa ra những cái phân tích cơ bản về cái quá trình nắm giữ danh mục cổ phiếu của nhà đầu tư. Đấy chưa? Thì phiên hôm nay thị trường nó tạo một pha giảm điểm rất là mạnh, giảm khoảng độ là 44 điểm, tức là hơn 5,31%, khoảng 5,31%. Đây là một pha giảm điểm rất là mạnh của thị trường trong hai phiên qua, là phiên ngày thứ sáu với phiên hôm nay là phiên thứ hai. Thì hai phiên giảm mạnh điểm này đã làm cho hầu hết các nhà đầu tư bị thiệt hại rất là lớn cho cái danh mục tài sản của mình. Đấy chưa? Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ấy thì hai phiên đã làm cho nhà đầu tư thiệt hại rất là lớn về danh mục tài sản của mình. Thì mức hỗ trợ tiếp theo của thị trường sẽ là cái vùng dưới này. Đây chính là sẽ là mức hỗ trợ lên tiếp theo của thị trường, là sẽ ở quanh vùng 850 đến vùng 860. Đây sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường. Thì như những cái thì như cái khoảng độ là tuần trước ấy, khoảng độ là đầu tuần trước ấy, em cũng đã đưa ra nhận định cho nhà đầu tư. Khi mà thị trường vẫn đang ở vùng trên này thì em đã cảnh báo nhà đầu tư rằng là thị trường đã có những cái dấu hiệu phân phối. Được chưa? Thị trường đã có những dấu hiệu phân phối, vì trong cái pha tăng điểm này của nó, thị trường tăng điểm mới vô rất là thấp, nhưng những cái pha điều chỉnh giảm này của nó thì lại điều chỉnh giảm mới vô đều và tương đối là lớn, và điều chỉnh trong một khoảng thời gian dài. Nếu như chúng ta cộng dồn cái vốn điều chỉnh vào so với cái vốn đẩy giá lên, được chưa, thì thấy rằng là cái vốn điều chỉnh, vốn giảm giá này của thị trường là luôn cao hơn cái vốn đẩy, được chưa. Việc thị trường có một cái lượng dòng tiền bán ra luôn nhiều hơn dòng tiền mua vào, điều đó cho thấy thị trường đang có một cái xác suất phân phối, được chưa, đang có một xác suất phân phối. Thì như tuần trước em cũng đã nhận định rồi, thị trường đang có một cái xác suất phân phối, thế nên là nhà đầu tư không thế nên em cũng đã khuyến nghị nhà đầu tư trong room cũng như là trong các buổi nhận định thị trường là không nên mua mới ở tuần trước nữa, ở những cái phiên tuần trước không nên mua mới nữa, và tập trung quản lý danh mục cổ phiếu hiện tại đang nắm giữ, được chưa. Còn đối với việc thị trường có thực sự phân phối hay không thì em cũng đã đưa ra cái quan điểm là nên quan sát mốc hỗ trợ 850 điểm này, được chưa. Nếu như vững ở vùng này và vượt tạo đà tăng vượt 860 thì chúng ta sẽ tiến hành mua mới, được chưa. Nhưng ngay sau đó đến phiên thứ sáu, thị trường đã tạo pha giảm điểm rất là mạnh, đấy chưa? Đến lúc giữa trưa thì nó có tung ra cái tin Covid làm cho thị trường càng giảm mạnh thêm và kích hoạt đà giảm. Thì hiện tại thị trường đã giảm rất là mạnh rồi, chỉ trong vòng 2 phiên thôi, hay chỉ trong vòng 2 phiên thôi nó đã giảm khoảng độ là 71 điểm, hai phiên giảm 71 điểm, đấy chưa? Thị trường giảm rất là mạnh. Đối với những anh chị mà bắt đáy, ví dụ bắt đáy vào cái phiên hôm 23 tháng 7 này, giờ chắc chắn là rất xa bờ rồi mà hàng vẫn chưa về, mai hàng mới về cơ đó. Thế là cái việc bắt đáy thị trường ấy thì chúng ta không nên bắt sớm, đấy chưa, chúng ta không nên bắt sớm. Đối với cái việc mua thị trường nhá, đối với cái việc tham gia thị trường mà bắt đáy thị trường ấy, thì theo cá nhân em từ trước đây em không bao giờ em chưa bắt đáy rồi, mà em sẽ mua sau đáy, tức là khi thị trường xác nhận cái đà tăng rồi thì em mới tiến hành mua, sẵn sàng mua với giá cao nhưng cái xác suất ăn của nó chắc hơn, đấy chưa, hơn là việc chúng ta mua giá thấp. Ví dụ như cái giai đoạn này thị trường sập bên này mà chúng ta mua vào đây này, đúng là chúng ta sẽ có lãi, đấy chưa. Nhưng mà nếu như chúng ta sai thì nó sẽ tiếp tục rơi như những giai đoạn này đó, nên thà rằng là mình vào sau ở cái nhịp này hoặc vào sau ở những cái nhịp này thì xác suất chúng ta ăn sẽ chắc ăn hơn, được chưa. Hơn nữa khi chúng ta vào sau, chúng ta đã có một cái mốc hỗ trợ rồi, vì cái mốc hỗ trợ sẽ là mốc quay đầu của cổ phiếu, được chưa, nên cái độ tin cậy khi chúng ta vào ở những nhịp sau an toàn hơn hơn là so với cái việc mà giai đoạn hiện tại thị trường đang rơi mà chúng ta lao vào bắt đáy luôn nhỉ. Như này nó sẽ rất là rủi ro, được chưa. Giả sử trong trường hợp chúng ta bắt đúng đáy thì không sao, ok, nó quá lên, nhưng mà trong quá trình lên nó sẽ chịu áp lực bán bởi những nhà đầu tư kẹp hàng đó, nên là cái biên lợi nhuận của chúng ta không cao đâu. Nhưng nếu như mà chúng ta bắt đáy xa thì nó sẽ rơi rất là nhanh, nhất là trong cái trường hợp là chúng ta bị rơi trong cái trường hợp là hàng chưa về, nó còn rủi ro cao hơn đó. Nên đối với cái việc bắt đáy thị trường này em không bao giờ khuyến khích bắt đáy. Nên là cái hai nên là cái phiên hôm thứ năm này là thị trường chạm vào cái hỗ trợ 850 và có pha rút chân lên này, em thấy là có khá là nhiều room hô nhau mua, được chưa đó. Nhưng mà em vẫn giữ nguyên quan điểm là quan sát thị trường, chờ hồi phục vượt 860 mới tiến hành mua mới, còn không thì thôi, quản lý cổ phiếu đang nắm giữ, thủng hỗ trợ là phải bán, không chơi gồng, được chưa. Em đã nói rất nhiều lần rồi, thủng hỗ trợ, mỗi một cổ phiếu sẽ có một cái mức hỗ trợ khác nhau. Nếu như mà cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ mà thủng mốc hỗ trợ thì chúng ta phải bán ngay, bởi vì khi thủng hỗ trợ là nó sẽ gãy xu hướng, được chưa. Mà nếu như nó đã gãy xu hướng rồi mà nó muốn tăng lại được thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để tích lũy, được chưa. Đấy là với cái trường hợp là nó còn tăng được nhé, còn khi mà nó gãy hỗ trợ mà nó không tăng lên được ấy thì nó mà giảm ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thiệt hại rất là nhiều cho cái khối tài sản của mình
Đó. Thì ngay sau đó cái phiên thứ sáu thị trường nó tạo đà giảm vượt à, em xin lỗi, thị trường nó tạo đà giảm thủng hỗ trợ 850 điểm. Đó. Thì khi thủng hỗ trợ 850 điểm này thì đã có rất thì trong phiên hôm đó đã có rất nhiều cổ phiếu rơi vào cái pha gãy xu hướng và buộc nhà đầu tư phải bán ngay trong cái phiên hôm thứ sáu đó khi thị trường thủng 850 điểm. Đấy chưa? Nhưng có rất nhiều nhà đầu tư người ta sẵn sàng người ta gồng lỗ người ta không bán, được chưa? Gồng lỗ không bán. Đó. Thế là kết quả của việc gồng lỗ là giảm mạnh phiên thứ sáu, giảm về vùng nền này. Đó, giảm về vùng nền hỗ trợ này. Thì trong cái vùng nền hỗ trợ này em cũng đã báo trên room của em rồi là việc mà đánh giá thị trường này nhà đầu tư phải cắt lỗ khi nó thủng 850. Đó vì đã có rất nhiều cổ phiếu bị vi phạm xu hướng tăng khi thị trường thủng 850 thì đã là chúng ta phải cắt ở trên này rồi. Còn đối với những nhà đầu tư nào mà còn chưa cắt đấy mà vẫn nắm giữ đấy thì con kiên nhẫn quan sát cái vùng hỗ trợ khoảng độ là 825 đến 840 này xem nó có xu hướng bật lên hay không. Đấy chưa? Nhưng mà sự thật thì nó vẫn rơi tiếp thôi. Phiên hôm nay tiếp tục mở bát tạo đà giảm rất là mạnh. Đấy chưa? Trong phiên sáng mở gà đó, sáng mở điểm, sáng mở cửa tạo một khoảng gap giảm rất là mạnh. Đó, thì em cũng đã báo trong room của em là không nên bán ngay đầu những đối với những cổ phiếu mà cắt lỗ đấy thì không nên bán ngay đầu phiên mà nên quan sát tiếp. Đấy chưa? Thì lên khi mà thị trường đã lên, khi thị trường đã lên được cái vùng đây, khi thị trường đã lên được cái vùng 800 khoảng 808 này. Khi thị trường lên được cái vùng 808 điểm này thì em cũng đã chụp ảnh hình đưa cho Rome là hiện tại thị trường đã rơi khỏi Meiji. Đó, tạo đà giảm rơi khỏi Meiji và tăng chạm kháng cự thì điều đó rằng là thị trường đang rất là xấu. Được chưa? Thị trường đang rất là xấu. Và cuối cùng đến cuối phiên thì nó giảm tụt mạnh thật, nó tụt giảm mạnh rất là lớn luôn. Đó. Thì đối với những anh chị nào bây giờ mà vẫn còn hàng mà chưa cắt lỗ ấy, thì nói thật đến bây giờ là đã quá xa bờ rồi. Nếu như bỏ bán bây giờ thì cũng thiệt. Đó, bởi vì bây giờ lỗ quá nhiều rồi. Chúng ta đã sẵn sàng gồng được từ vùng trên này đến vùng dưới rồi mà bây giờ chúng ta cắt lỗ thì thực sự là nó khá là thiệt. Đó, nên bây giờ nếu như mà em khuyên nhà đầu tư cắt lỗ thì chắc chắn là nhiều nhà đầu tư không thể cắt được. Đó, bởi vì nếu như mà chúng ta cắt lỗ đoạn này thì chúng ta đã cắt lỗ khá là xa rồi. Việc cắt lỗ thì chúng ta nên cắt lỗ khi mà nó đang ở trong cái phạm vi mà chúng ta quản lý được. Ví dụ như là khi thị trường thủng hỗ trợ 850 và chúng ta mua ở những vùng trên này thì chúng ta cũng chỉ lỗ khoảng độ vài 3% thôi. Đó, lỗ vài 3% chúng ta cắt xong là xong thôi. Thì khi thị trường giảm đến mấy thì cũng kệ thôi, nó cũng chả ảnh hưởng đến tài sản của mình. Đó, nhưng mà anh chị cứ đi gồng lỗ cơ. Cứ đi gồng lỗ lãi thì rất nhiều anh chị, rất nhiều nhà đầu tư khi mua cổ phiếu. Rất nhiều nhà đầu tư khi mua cổ phiếu khi có lãi, thấy chưa? Khi có lãi thì không biết giá mục tiêu nó là bao nhiêu nhưng mà cứ có lãi thì cứ mê ra chốt, được chưa? Khi có lãi thì cứ mê ra chốt. Có nghĩa là chốt lời sớm đấy, được chưa? Và khi có lãi đến cái một mức mà nó không thể tăng hay được nữa, đó thì lại không chịu bán. Có nghĩa là tham, đến lúc đấy là tham quá rồi không chịu bán, thế là cuối cùng cổ phiếu giảm điểm, được chưa? Đó thì có nghĩa là khi một cổ phiếu tăng ấy thì thường chúng ta chốt lời ở những cái điểm mà không đáng chốt. Đó, những cái điểm mà chúng ta chốt lời ở những cái điểm không đáng chốt nên cái lợi nhuận mà khi chúng ta đúng nó không được bao nhiêu. Nhưng khi chúng ta lỗ thì lẽ ra chúng ta phải lên cắt lỗ ở các mốc hỗ trợ này, được chưa? Nhưng mà chúng ta không chịu cắt lỗ, chúng ta gồng lỗ. Chúng ta gồng lỗ là bởi vì chúng ta quan niệm rằng là những cổ phiếu mà mình đang cầm là những cổ phiếu mạnh, được chưa? Nó sẽ sớm hồi phục trở lại. Nhưng đây là cái quan điểm thôi, quan điểm bảo thủ thôi, chứ thực chất thì nó có hồi được hay không thì nó sẽ mất nhiều thời gian. Bởi vì trong một cái đà giảm, được chưa? Trong một cái đà giảm thì cổ phiếu nó đã bị gãy xu hướng tăng, muốn tăng trở lại thì nó sẽ phải mất thời gian, được chưa? Nó sẽ phải mất một thời gian tích lũy nó mới tăng được. Một cái xác suất mà nó giảm mạnh sau đó tăng hồi phục lại như cái trường hợp này này, xác suất mà nó tăng hồi giảm sau đó tăng theo hình chữ V này, nó sẽ rất ít khi xảy ra, được chưa? Nó sẽ rất hiếm khi xảy ra. Mà chúng ta cứ chọn cái cách rất hiếm khi xảy ra để đầu tư thì nó sẽ rất là rủi ro, được chưa? Còn đối với một cổ phiếu cũng có rất nhiều cổ phiếu, cũng có rất nhiều cổ phiếu nó tạo đà giảm thủng hỗ trợ sau đó nó kéo ngược lên thì đó là những cổ phiếu rũ bỏ, được chưa? Nhưng mà giả sử trường hợp là thị trường tạo những pha rũ bỏ đi thì chúng ta biết rằng khi một cổ phiếu thủng hỗ trợ đấy thì xác suất cổ phiếu đó, xác suất cái pha điều chỉnh đó, cái pha là thủng hỗ trợ đó là một pha rũ bỏ nó rất là thấp so với cái việc là cổ phiếu đó đã gãy xu hướng tăng, được chưa? Khi một cổ phiếu điều chỉnh thủng hỗ trợ này thì xác suất đó là một pha rũ bỏ nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với cái việc là đó là một pha gãy xu hướng tăng. Đó thì chúng ta cứ đi theo cái xác suất thôi, cái nào xác suất cao thì chúng ta sẽ theo. Vì đầu tư thì nó là chuyện lâu dài rồi nên chúng ta không thể chơi theo cái kiểu may rủi được, may nhiều cũng không thể may được mãi đâu. Đó chỉ may một hai lần thôi, có thể là hôm nay gồng lỗ này, hôm nay gồng lỗ mai nó hồi, ok được một lần nhưng mà không bao giờ được mãi đâu.
Đó, mình cứ đánh theo cái xác suất thôi. Hiện tại đã giảm rất là sâu rồi. Đó, chiến lược lúc này thì vẫn như những quan điểm của tuần trước em đưa ra thôi, là vẫn chưa nên bắt đáy vội. Quan sát mốc hỗ trợ nền là 750 đến 760 thì thật ra là cái mốc hỗ trợ bây giờ nó cũng chả có ý nghĩa gì đâu. Bởi vì thị trường đang trong đà giảm mạnh rồi. Đó, thì chúng ta sẽ quan sát xem là nó vững ở được ở cái vùng nào thì chúng ta sẽ quan sát vùng đó để tiến hành mua mới thị trường. Đó, còn giai đoạn hiện tại thì không nên mua mới bởi vì nó chưa có điểm hồi, vẫn nó vẫn đang rơi. Nhất là trong giai đoạn hiện tại là tin Covid nó vẫn đang còn. Đó, cái tâm lý nhà đầu tư thì như cái buổi tâm lý nhà đầu tư thì như cái phiên hôm thứ sáu này, đó là chúng ta thấy được rằng nước ngoài mua ròng thì cũng có rất nhiều anh chị cũng tiến hành bắt đáy theo chợ, vì thấy rằng nước ngoài mua ròng thì có nghĩa là họ kỳ vọng thị trường sẽ tăng lên. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là những nhà đầu tư lớn ấy, hay là cái tổ chức nước ngoài đấy, họ khác chúng ta ở chỗ là vốn họ dày hơn mình, thấy chưa? Họ mua, khi mà họ mua một cổ phiếu thì họ phải chia thời gian ra mua. Bởi vì nếu như họ mua vào, họ dồn tiền họ vào mua cùng một lúc thì nó sẽ làm giá cổ phiếu đẩy lên cao và họ sẽ không mua được ở vùng giá thấp. Nên khi họ mua cổ phiếu họ sẽ chia ra mua, thì họ sẽ chia nhỏ vốn họ ra mua. Đó, để mua khi trong quá trình họ gom cổ phiếu thì nó sẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đó. Đó. Thế là khi mà họ bắt đầu họ gom cổ phiếu như là gom vào phiên hôm thứ sáu này thì không có nghĩa là họ gom xong thì giá cổ phiếu sẽ tăng, mà đôi khi họ gom xong giá cổ phiếu nó còn giảm rơi tiếp cơ, nó còn giảm sâu nữa cơ. Thì giá cổ phiếu nó càng giảm thì họ càng gom thêm. Sau đó họ sẽ được một cái mức giá trung bình tốt nhất. Đấy chưa? Đó. Thế là nhiều nhà đầu tư thấy rằng là phiên thứ sáu vừa rồi là nước ngoài mua ròng sâu đầu và bắt đầu bắt đáy theo. Thế là cuối cùng giờ cũng chết thôi. Đó, cũng chết hết rồi. Trong đầu tư ấy, thì thường là những nhà đầu tư cơ người ta lướt sóng là chúng ta phải lướt sóng theo cách là lướt lướt những cái cổ phiếu mà nó đang vào đà tăng, thấy chưa? Nên đánh những cổ phiếu, khi chúng ta lướt sóng cổ phiếu thì nên đánh những cổ phiếu nó đang trong đà tăng, vì một cổ phiếu đang trong đà tăng thì cái xác suất cổ phiếu sẽ tăng tiếp là rất là cao, cộng với cái việc là tiềm năng lợi nhuận của nó rất là cao hơn là so với cái việc mà chúng ta mua những cổ phiếu đang trong giai đoạn sideways hoặc là downtrend. Đó. Hiện tại thì mức hỗ trợ thị trường là 750 đến 760, quan sát mức hỗ trợ này. Còn đối với những anh chị nào mà đã cắt lỗ rồi thì không nói làm gì, cầm tiền quan sát thị trường thôi. Còn đối với những anh chị nào vẫn còn hàng mà chưa cắt lỗ đấy thì bây giờ thực sự là cũng không biết tư vấn thế nào cả. Bởi vì bây giờ nó đã giảm rất là sâu rồi, thị trường nó giảm rất là sâu rồi, mà lẽ ra chúng ta phải nên cắt ở cái vùng trên này. Đó, hoặc là muộn nhất thì chúng ta phải cắt lại khi nó thủng được cái vùng hỗ trợ 825. Như cái phiên hôm nay thì nó hồi phục được có tí thôi. Nó đã tiếp tục tạo đà giảm rồi. Thì thực sự là rất khó để khuyên anh chị cắt, bởi vì nếu như bây giờ cắt nó sẽ rất là thiệt thòi, bởi vì thứ nhất là chúng ta đã bị lõm rất là cao rồi, cắt một cổ phiếu bị lõm rất là sâu, đấy chưa, cắt một cổ phiếu bị lõm rất là sâu thì sẽ rất là thiệt thòi. Hơn nữa rằng là thị trường đang giảm gần về cái vùng hỗ trợ dưới này rồi, mà bây giờ cắt thì cũng thiệt đó. Nên đối với những anh chị nào mà còn vốn ấy, như anh chị nào mà còn vốn ấy, anh chị nào mà vẫn đang nắm giữ cổ phiếu mà vốn dày đấy, vốn vẫn còn ấy, thì có thể canh mua trung bình ở những cái vùng dưới, thấy chưa? Canh mua trung bình giá ở những cái vùng dưới. Mua làm sao mà chúng ta phải canh mua trung bình giá ở những vùng dưới, nhưng mà cách mua trung bình thì chúng ta phải biết tính. Bởi vì cái việc mua trung bình cổ phiếu ấy thì chúng ta phải lựa chọn những cái vùng nào là vùng nền tốt cổ phiếu. Ví dụ như là trong tương lai thị trường giảm về cái vùng hỗ trợ này là 750 đến 760, được chưa? Sau đó tạo những pha đi ngang, tích lũy tốt, có dòng tiền tham gia bắt đáy thì chúng ta hãng mua trung bình ở cái vùng 750 đến 760 này, được chưa? Còn không thì thôi, có hàng thì cầm thôi, thấy chưa? Bây giờ nếu bây giờ cắt lỗ thì cũng đã rất rất là muộn rồi. Đó. Tiếp tục quan sát thị trường và tiếp tục quan sát những cổ phiếu nào mà đang trong thị trường đang trong đà giảm này mà cổ phiếu đó vẫn giữ giá tốt thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cổ phiếu đó, bởi vì đó là những cổ phiếu mạnh, thấy chưa? Đó. Thì sau mỗi lần mà thị trường sụt giảm thì sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng về tài sản của mình, thấy chưa? Nhưng mà có một cái điểm chung của những nhà đầu tư bị thiệt hại nặng về tài sản là không biết tại sao mà mình bị lỗ. Đó. Thì trong mỗi lần chúng ta sai, trong đầu tư không ai bận lúc nào cũng đúng cả, nhưng cái quan trọng là trong mỗi lần chúng ta sai chúng ta phải biết tại sao chúng ta sai. Ví dụ như trong giai đoạn thị trường giảm mạnh như này mà chúng ta đang lỗ nặng thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao mà mình bị lỗ nặng như thế? Có phải là do thị trường hay không? Thì câu hỏi là đúng là một phần là do thị trường, nhưng cái việc mà mình bị lỗ nặng như thế thì không phải là do thị trường mà là do cá nhân mình. Do cá nhân mình là mình không biết được rằng là thị trường nó có nhiều rủi ro và mình vẫn chơi cái kiểu là chơi gồng lỗ. Đó thì em đã nhận định tuần trước rất là rõ rồi, thị trường đang rất là rủi ro vì đã có những cái dấu hiệu phân phối ở cái giai đoạn điều chỉnh này. Được chưa? Vì khi thị trường bị phân phối thì sẽ không có một cái dòng tiền lớn họ vào đỡ giá, nên thị trường nó sẽ rơi với giai đoạn là nhạy cảm
và mỏng manh, rất là dễ vỡ. Đó. Thì đến cái giai đoạn hiện tại thì anh chị phải rút ra kinh nghiệm cho mình, đó là phải biết được rằng thị trường nó rủi ro. Được chưa? Một khi mà thị trường rủi ro thì không nên chơi gồng lỗ. Đó, nó giảm rất là mạnh nghe này. Được chưa? Nó giảm rất là mạnh này. Cho dù trong những cái phiên tới mà không may, mà trong những phiên tới đấy, giả sử phiên mai, phiên phiên mai này, thứ ba này, thứ ba thứ tư này, giả sử trong trường hợp này đẹp nhất là những phiên hôm sau nó tạo được cái đà tăng này, thì chúng ta cũng đừng có tham bắt đáy vội. Đó, nó tăng lên được thì cũng canh bán thôi, được chưa? Thị trường nó tăng lên được thì cũng canh bán thôi, bán cái nó hồi phục thôi, bán những cái cổ phiếu mà chúng ta đang bị lỗ nặng trong giai đoạn hồi phục để chúng ta dồn tiền cơ cấu vào những cổ phiếu mạnh, được chưa? Vì những cổ phiếu mà đã gãy xuống tăng như này mà nó muốn tăng trở lại nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để tích lũy, được chưa? Và cái xác suất mà nó tăng theo hình chữ V như cái thị trường đợt vừa rồi này nó sẽ rất là hiếm xảy ra, chứ không phải là thị trường lúc nào cứ giảm mạnh rồi nó sẽ tăng mạnh trở lại đâu. Đó, cái trường hợp mà thị trường hay là cổ phiếu giảm mạnh sau đó tăng ngược mạnh trở lại nó rất khó xảy ra nhé, được chưa? Mà theo cái chu kỳ cổ phiếu là trong đà giảm mạnh nó sẽ phải tích lũy lại thì nó mới tăng được. Đó, nên đối với những cái nhịp tới thị trường hay, nếu như mà trong trường hợp đẹp nhất ấy mà thị trường hồi phục lên được thì chúng ta có hàng, những cổ phiếu yếu, những cổ phiếu bị cắt lỗ, mà những cổ phiếu bị lõm sâu mà nó hồi phục lên được thì chúng ta cũng canh bán để cơ cấu danh mục, dồn tiền vào những mã mạnh, những mã mà không bị thị trường kéo xuống ở cái đợt điều chỉnh này, hiểu chưa? Đó, chiến lược là như vậy thôi. Thật ra chiến lược bây giờ thì cũng như những buổi trước em đưa ra, vẫn là không mua mới và tập trung quản lý danh mục cổ phiếu. Bây giờ những nhà đầu tư nào vẫn đang nắm giữ cổ phiếu thì cũng chả biết quản lý cái gì đâu, bởi vì lỗ nặng quá rồi. Báo bán bây giờ thì chắc chắn là nhiều anh chị cũng không muốn bán đâu. Mà thật ra báo bán bây giờ nó cũng thiệt, bởi vì lõm quá là sâu rồi. Giờ là không biết thị trường, không biết đâu là mức hỗ trợ tốt của thị trường. Hỗ trợ hiện tại là 750, 760. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được rằng đây là vùng hỗ trợ có cứng của thị trường hay không. Nên đây chỉ là cái mốc quan sát của chúng ta thôi. Đó. Ok. Anh chị nào mà anh chị muốn hỏi về mã cổ phiếu nào thì có thể tham gia room tư vấn, room Zalo tư vấn cơ sở ở phần mô tả video nhé. Ở phần mô tả của video này em có để link tham gia room tư vấn cơ sở. Thì anh chị muốn hỏi về mã cổ phiếu nào, hay là muốn hỏi về thị trường, hay là muốn hỏi về một cái vấn đề nào đó về chứng khoán thì có thể tham gia room Zalo tư vấn cơ sở. Thì em có để link room ở phần mô tả video. Thì đó là room thường. Room thường sẽ là room nhận định thị trường, tập trung tư vấn cổ phiếu nhà đầu tư đặt câu hỏi. Ngoài ra thì em còn có một room, đó là room VIP khách hàng. Room này là room tư vấn đi lệnh, room phím hàng. Được chưa? Room tư vấn đi lệnh, room phím hàng dành cho những nhà đầu tư mở tài khoản và giao dịch bên em. Được chưa? Dành cho những nhà đầu tư mở tài khoản VPS và giao dịch bên em. Còn trong trường hợp những nhà đầu tư nào mà muốn tham gia room phím hàng mà không muốn mở tài khoản thì có thể tham gia bằng hình thức đóng phí. Thì chi tiết như nào anh chị có thể liên hệ tới em qua Zalo ở phần mô tả video. Ok, em xin kết thúc buổi nhận định thị trường ngày hôm nay.